Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ kể cho quý vị một câu chuyện. Là hôm bữa trên đường đi làm về, mình có gặp một anh cũng người Việt đi lên một chuyến tàu, và anh đó cũng mới qua được 3 tháng. Cũng tình cờ thôi. Trong lúc anh đó hỏi chợ Đồng Xuân đi hướng nào, thì mình cũng biết là anh đó mới qua. Bởi vì là những người ở đây mà đã ở lâu rồi á, thì nói đến chợ Đồng Xuân á, thì ai cũng biết. Nên người nào mà hỏi chợ Đồng Xuân ở đâu là mình nghĩ ngay là người đó là mới qua. Nên mình phải bắt chuyện hỏi với anh. Và bây giờ mình sẽ tóm tắt sơ lược là những cái ý chính của cuộc trò chuyện như thế này. Cũng may là mình ghi lại được cuộc trò chuyện với mình và anh đó. Nên sau cuộc tóm tắt này mình sẽ phát cho quý vị xem. Và cuộc trò chuyện ngắn gọn là như thế này. Mình thì hỏi anh sang bao giờ. Anh đó nói là sang mới sang được 3 tháng. Anh này là làm ở Anh chứ không phải là làm ở Đức, quý vị. Nhưng mà ở Anh không làm ăn được nữa thì anh đấy muốn về Việt Nam. Qua thông tin đại chúng cũng như bạn bè là ở Đức có một chuyến bay hồi hướng về Việt Nam là miễn phí, nên anh phải đi từ Anh qua Đức để sáng bên này để đăng ký để về Việt Nam, để về hồi hướng ấy. Lúc từ Anh sáng bên này trễ quá nên anh không đăng ký được nữa. Anh muốn về Việt Nam mà không về được, anh phải ở lại đây. Từ Anh qua Đức thì cũng được 3 tháng rồi. Anh ở lại thì cũng không kiếm được việc làm, nên anh cũng đã có ý định là từ túc mình mua vé máy bay về Việt Nam để ổn định cuộc sống. Nhưng mà rồi anh ra book vé, riêng tiền vé là hết 4.000 quý vị. Riêng tiền vé, mua tiền vé không từ ở Đức về Việt Nam là tiền vé hết 4.000. Và tiền cách ly, trong thời gian cách ly, tiền cách ly là hết 20 triệu. Nếu muốn về Việt Nam thì mất 4.000 euro tiền vé và 20 triệu đồng tiền cách ly là được về Việt Nam. 4.000 là 130 triệu tiền Việt Nam. Thì trong lúc không làm ăn được mà mình sáng không nói nữa, mình sáng phải mất tiền không nói nữa. Nhưng bây giờ mình từ Đức á, mình bay về Việt Nam á, cũng phải mất thêm 130 triệu nữa. Thì quý vị xem nó có sót không? Giờ mất nhiều tiền vậy thì giờ không về nữa. Anh nói anh cũng qua đây 3 tháng rồi. Tiền ăn á, thì hết 300 ngàn. Tiền ở hết 300 ngàn. Là tiền ăn với tiền ở nó cũng hết khoảng 600 ngàn. Là một tháng. 600 là tương đương thì cũng phải sập xỉ là 15-16 triệu Việt Nam đồng thôi. Mà 15-16 triệu là một tháng. Thì 3 tháng thì hết 50 triệu rồi. Nói bên này không có tiền thì giờ phải gửi tiền Việt Nam qua thôi. Giờ không còn cách nào khác. Và anh đó còn nói những câu là đi Đức mà không bằng đi Đài Loan. Thì quý vị xem nghĩ như thế nào. Ở vậy không có việc làm, giờ đi xin cũng không, xin cũng không xin được việc. Chứ người ta có giấy tờ, người ta còn không xin được, huống hồ gì mình không có gì đóng tay. Thì làm sao mà xin được. Nên giờ anh đó giờ phải ở lại, không còn đường nào khác. Anh nói giờ chết thật rồi. Đấy là mình mới gặp một trường hợp đấy. Nhưng mà còn biết bao nhiêu trường hợp nữa. Nếu như quý vị mà sáng Đức á, bằng những cái con đường mà chính thống á, thì cuộc sống sẽ ổn định và tốt đẹp hơn. Thì qua những câu chuyện này thì mình cũng muốn chia sẻ với quý vị là một điều là để cho những người nào mà muốn sang Đức ấy, mà đang xem Đức là một cái thiên đường, bất chấp mọi cái để sang bằng được, bằng những con đường bất hợp pháp, thì nên có những suy nghĩ lại, có thể là chọn cho mình đường hợp pháp. Còn con đường bất hợp pháp thì mong quý vị và các bạn nên suy nghĩ lại. Ta không để quý vị và các bạn chờ lâu nữa. Tiếp theo đây, quý vị sẽ được nghe hội thoại giữa mình với một người, người đó là quê ở Nghệ An. Xin mời quý vị. Sáng 3 tháng đến đã có việc đi làm hả? Anh ở sáng. Ở sáng đã có việc đi làm nhé. Chưa, 3 tháng nữa ở nhà. Mà khi sáng tôi mua dưa kia thì chịu chết đi. Hả? Dưa cả thế giới.
À, anh ngã đó. À. Biết thế này à. Ừ, anh sao bác hẳn ơi, được rồi, cha ở nó. À, cái người nhà bạn. À, đúng rồi, nhà bạn. Bây giờ có bạn bè nữa, có đỡ lên chứ cũng. Cảm ơn. Cảm ơn có ai chết. Hả? Ờ. Cái này sáng đây vất vả nữa đó. Ở bên anh được cái ngày sáng đây nữa. Có anh đi về Việt Nam nhé. À, anh về Việt Nam à? Từ anh sang Đức. Từ anh sang Đức à? Đức có chuyện máy về Việt. Ừ. Đức có chuyện máy về Việt. À, rồi muốn đi, muốn về Việt là không được quá. Không kịp. Sau khi ở lại. Ừ. Ở lại Việt Nam là chứ đâu. Ở đây đơn giản. Ừ. Muốn về mà không về được à? Nhiều. Muốn về hồi sớm không về à? Tiêu thì hướng thì cũng có đỡ chứ cái nếu chỉ mình thì mua vé máy bay không? Ở bắt đầu bốc vé máy bay nó đâu 4.000. Bốc vé máy bay thì 4.000 á. Ước 4.000 còn 20 triệu tiền nữa nó. 20 triệu tiền chứ? Tiền kịch lý. Ôi trời ơi. Bốc vé máy bay 4.000 rồi 20 triệu tiền kịch lý. Ừ. Bây giờ thì răng về được. Mình nhắn có chí thì nó còn. Ừ. Mình nhắn có chí thì nó còn mất cả một đống tiền nữa đi về không được. Đó là trời. Đó. Rồi dư thì phải đánh năm ở bên đi. Ờ, thì năm bên đi đó. Năm bên đi thì tôi là không bỏ việc làm. Thì bây giờ tôi mua được. Thì tiền ăn tiền nhá rồi có gửi sáng rồi. Rồi rồi tiền ăn ăn tiêu. À, thì gửi tiền sáng để ăn tiêu rồi. Xong rồi dư bỏ thảm thì tiêu. Evangelist Camp House. Một thằng 300 tiền nhá. Còn tiền ăn 300 nữa. Tiền ăn 300 là 600 rồi đó. Một tháng đó. Thằng 300, thằng 600. À, thằng 600 rồi đó, kịp không? Thì kịp thật. Ôi, xin. Hôm nay thằng Đức là bị rồi. Hả? Mỗi dùng bị hết rồi. Ở chứ thằng anh bị à? Anh mới dùng ở bên kia lắm. Trồng cỏ thì hết thời rồi. Đó rồi không? Trồng cỏ thì thôi đâu. Được lúc bắt. Rồi thì đành về Việt Nam thôi. Về Việt Nam lắm yêu. Như về cũng về được, một về cũng về được đấy. Về một định cuộc sống. Về ổn định cuộc sống. Anh và vợ bán là về nhá. Ừ, vợ bán nha. Ừ. Ừ. Ở bên Mỹ riêng. Không vợ không con đâu. Bằng nhau. Ừ. Ở bên ở trường hợp là có gia đình ở bên này, đúng không? Có vợ có con ở cái đâu ở bên này thì ổn định cuộc sống lâu dài thôi, giàu cũng bỏ nhưng mà ổn định cuộc sống thôi. Chứ như mà về thì chết đấy rồi hả? À? Chết đấy rồi, chết đấy rồi à? Như anh là như nghe vật vả đấy hả? Ở nhà là như phải vay mượn nhất rồi. Ờ, chứ không vay mượn đấy. À. Được. Như muốn về cũng về được, đi cũng đi được, làm thì cũng có chỗ làm được, anh tìm chỗ có chỗ có làm. Không, giấy tờ thì có giấy tờ đâu nó xin được. Châu Âu hết thôi thôi. Châu Âu hết thôi đó. Bông hết. Dịch đi nó năm rồi nhưng Việt Nam mới về giờ năm 6 nữa là có. Ừ. Mà làm gì được này? Mà làm gì bây giờ để những thua lao động để mà ta tỉnh như thế là thua lao động Đài Loan. Ừ, thua lao động Đài Loan này. Nhưng mà ta tỉnh như thế thua. Anh công nhận là thua Đài Loan ạ. Đài Loan như nước khác. Hả? Thua thua. Hàn Quốc bữa là Hàn Quốc đó có thằng nó làm tắm mà có làm xây dựng tắm ừ rồi có thằng phải tắm chục thì đi nhận được người quảng ngon lành nhưng mà đi Hàn Quốc khó đi anh đi Hàn Quốc khó đi anh Herzbergstraße Industriegebiet anh nhận đồng chuẩn đến đây này, là cái ở bên này, này anh đi đồng chuẩn mua gì à không đi đến tập bàn à tập bàn chào nhá. Chào anh nhá. Họ chào.
Mình nói như thế này, không phải kêu quý vị đừng sáng Đức nữa. Không phải, nếu như quý vị có điều kiện, quý vị sáng được Đức sống ấy, thì cực kỳ là tốt. Đức là một nước rất đáng sống để quý vị ăn trên xã hội, tất cả mọi thứ rất tốt, không chê vào đâu được hết. Và những clip sau mình sẽ nói rõ hơn những về những vấn đề này. Mình cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe, theo dõi. Quý vị yêu thích video này thì hãy đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.